Video này con này anh khách chuyện, coi video mình một fan hâm mộ bên mình nha. Mua con 265 rồi cho ý kiến kênh chứ anh. Kênh Hùng Hướng thì làm ăn là uy tín rồi. Dạ. Tuyệt vời. Dạ dạ. Đây là fan mà. Dạ dạ. Rồi một fan. Dạ rồi, một fan hâm mộ kênh mình nha. Rồi để anh test cầu luôn. Anh lên ben đi anh. Lên ben. Anh thử sử dụng luôn. Fan hâm mộ mua bên mình nha. À gần đây thôi. Anh đi số chậm thôi, để em bày ở đây nha. Tới đi anh. Đó, nó trượt nha. Rồi tiếp đi, đi đi, tiếp đi. Cho nó trượt hẳn đó, rồi trượt nữa. Rồi, giờ gài hai cầu vô. Là nó lăn qua, nó bò qua luôn. Đó, thấy chưa? Rất là bài bản. Đó, thấy chưa? Hai cầu. Cho nó lăn qua luôn. Anh thôi gì cho nó leo qua luôn nha. Yeah, đủ hai cầu nha. Rồi bò lại, anh gỡ một cầu cho nó lui lại là nhìn thấy rõ luôn này. Rồi lui lại đi xuống lui đây đó vậy ạ. Con này súc cơ luôn nha. Đó, đây là không cầu rồi, cứ đi đi đó. Đây à, đây không cầu nha. Rồi gãi cầu với anh, đây chưa gãi gãi cái vô rồi biết ngay à. Đó rồi qua nha. Rồi coi như đây một fan hâm mộ kênh mình nha. Vô án bên mình làm ăn uy tín nên được rất nhiều bác ủng hộ. Xúc cơ, bên cơ luôn. Đây 65. Bên mình tháo lớp B, lớp viết là làm đầy đủ hết rồi. Đây anh khách kênh mình nha. Rồi ok, rồi cảm ơn anh. Ok. Giờ sấy rất là khủng nha. Rồi cứ lên đi, cái dây chằng không sao đâu anh. Được đấy. Đã xe chút xíu rồi chơi cái sấy bà cố luôn. Mất 703 nha, và một con 255 khách yêu cầu ráp vậy chơi luôn. Giao nha. Su. Con này nó chức tăng cái kênh á. Ồ, quá ghê quá ghê quá ghê quá. Tăng kênh nha. B 2006. Đêm ru. Vip. Bán đây nha. MT265 nha, đang thử cầu trước cho anh khách. Anh cứ tới đi, đó có cầu mất rồi. Có cầu đây. Rồi thử vậy thử. À, đây không cầu, rồi, ok. Đó là không cầu á. Rồi, giờ gài cầu. Gài cao không, cái dưới anh. Cái dưới á, rồi anh tiếp đi. Rồi đó, vậy á. Rồi. Đây là hai cầu đó, anh đi số từ từ thôi, nó rõ hơn. Rồi đây nha, thử cầu. Đó, không cầu nha. Đó, rồi, gai cầu qua đi anh. Đó, đi ra. Có cầu nha. Ok chưa? Ok. Đó, rõ ràng rồi đó. Đây là có cầu nha. Có cầu là qua luôn.
cầu. Khách chưa quen lắm nha, khách mình Quảng Ngãi lên mua nha. Đây không cầu. Đấy không cầu nha. Nó vươi là bánh xào. Đó nó vươi nó lớn nó nặng. Đó. Có cầu nè. Có cầu là leo qua. Rồi ok chưa? Xong nha, mặt 265 bán cho anh khách Quảng Ngãi. Rất là VIP, chốc cái video là giao xe luôn. Đấy, để anh thử tiếp. Leo qua nhẹ nhàng. Rất là đẹp nha. Cái khách này ngoài Quảng Ngãi vào mua thì cũng có yêu cầu bên em sơn dặm lại cái lốc máy, thì bên em đã dặm lại nha. Dặm lại rất là đẹp. Khách đến đây yêu cầu thì mới dám dặm nha, còn bình thường không dám dặm đâu nha. Để dặm lại phát nhìn mới tinh luôn. Rất là đẹp nha bà con nha. Con MT test cầu trước cho anh Quảng Ngãi lên mua con 2620 nha. Đây là khung cầu. Ông anh kêu vô số vô lăng mà. Bây giờ tới một nấc rồi. Đó. Đụng chỗ đây thử không được rồi. Rồi để em thử lại luôn. Đây thử lại cho anh tâm phục khẩu phục. Chưa anh chạy tới đi, cứ chạy tới đi anh. Đó chưa có cầu nha. Rồi anh gài cầu vô anh ơi. Đi từ từ thôi. Rồi đi. Đó đi ra leo qua nha. Rồi ok, nó cần thử lại nữa. Rồi bây giờ đến yellow nha, thử thêm vòng nữa. Yeah. Đó vậy ạ. Đây là không cầu này. Đó rồi vô cầu anh. Vô cầu nghe nó leo qua nhẹ nhàng. Vô cầu này tới là vô cầu. Đây vô cầu rồi nha mấy bác nha. Đây chưa, anh vô chưa hết. Vô chưa. Rồi vô đi. Đó. Đó. Không được. Vô lý. Đây nha. Đó. Leo qua nhẹ nhàng thôi. Anh có anh đi chưa quen. Thử cầu nghe mấy bác nha. Một câu hai câu nằm ở phần đó đó. Rất là đẹp nha. Ráp dàn nè. Một mét rưỡi. Một mét 55 luôn. Dân mà 2620 số vô lăng. Mới hôm trước đăng lên kênh á. Giờ lên đường luôn nghe mấy bác nha. Mình biết ngay rồi sẽ bán cái Quảng Ngãi. Dân Quảng Ngãi thích lắm. Đây nè, anh đẩy nó xuống. Anh nhấp côn á. Anh nhấp côn á. Anh này đi không quen rồi. Dòng này dễ đi cực kỳ luôn. Đây em coi. Rồi vô rồi đó. Anh này còn ngưỡng đẩy tì xuống. Đây nè, tì xuống dày lên. Đó rồi. Lui là phải kéo lên. Đó. Con số rồi mà anh không biết. Đó là hết rồi đó. Đó là hết rồi. Anh này đi cái máy này không quen. Đó rồi, vô số 4 rồi đó. Đây số 2. Đây số 4 này.
Đó, đúng rồi. Đó, vô rồi đó. Đó, đó, đó mới là số 4. Nó còn có một số rùa nữa kìa. Bây giờ anh vô số rùa cho mấy bác coi này. Số cực chậm. Chưa vô hết á. Anh kia vô hết cần á. Chứ bình thường em vô nhẹ nhàng mà. Anh đó đúng rồi, anh phải nhá nhá cái chân á, anh phải nhá cái côn tí. Đây là một ngày một cái số đây. Anh khách này thì không quen nha, mình đi ào ào ào. Mình phải nhá côn, dòng cái chỗ đó là số cơ. Phải nhá 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 vậy à, thì nó mới dễ vào số. Nhưng thường rất ít dùng cái cần đó nghe mấy bác nha. Cần đó chỉ ra là quyết định đi cho nó nhanh chậm thôi. Đó là cần số đi. Còn đây là số vô lăng, nó quyết định là 1, 2, 3, 4 trên vô lăng luôn. Yashibura J26F ráp dàn xe Kubota. Con này lên video lâu lắm rồi nha, giờ đã bán.